Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, Thái Lan, Việt Nam hợp tác tăng giá gạo. Thái Lan và Việt Nam đang từng bước hợp tác tiến đến nâng giá gạo trên thị trường toàn cầu do chi phí sản xuất tăng cao. Chính phủ Thái Lan cho biết đã đạt được đồng thuận với chính phủ Việt Nam về việc nâng giá gạo và hai bên sẽ làm việc để xây dựng lộ trình nhằm sớm đạt được mục tiêu. Tờ Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Kalamchai Srion cho biết cả hai quốc gia đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề này trong các cuộc đàm phán gần đây giữa hai nước về giá xuất khẩu gạo. Ông Kalamchai Srion cho hay cả hai nước đã đồng ý thành lập ngay các tổ nhóm chuyên trách để xem xét vấn đề này. Theo đó, Cố vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Alongkorn Ponlabut đã được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán giá gạo của Thái Lan và sẽ sớm gặp gỡ các hiệp hội nông dân, nhà xây xác, nhà xuất khẩu và các tổ chức liên quan để bàn thảo chi tiết về thỏa thuận giá gạo Thái Lan-Việt Nam. Thỏa thuận là bước đi đầu tiên của sự hợp tác giữa Thái Lan-Việt Nam nhằm giúp nông dân trồng lúa hai quốc gia có được giá xuất khẩu gạo công bằng hơn bằng cách sử dụng cơ chế định giá trên thị trường lương thực toàn cầu, ông Kalamchai cho biết. Người đứng đầu ngành nông nghiệp Thái Lan chỉ ra rằng nông dân trồng lúa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng giá gạo trên thị trường toàn cầu chỉ thay đổi nhẹ. Việt Nam và Thái Lan là hai nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai, thứ ba thế giới xếp sau Ấn Độ. Năm ngoái, Ấn Độ xuất khẩu 19,55 triệu tấn gạo, trong khi Việt Nam và Thái Lan xuất khẩu lần lượt là 6,24 triệu và 6,12 triệu tấn. Ông Alongkorn cho biết, trong năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo với gần 4 triệu tấn đã được xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm, tăng gần 60% so với năm ngoái. Mặc dù lúa gạo đạt sản lượng cao hơn, nhưng ông Alongkorn cho biết ngành này chỉ mang lại mức tăng 34,1% về giá trị xuất khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng dự kiến sẽ tăng so với năm ngoái, ước đạt 6,5 triệu tấn trong năm nay do nhu cầu tiếp tục tăng cao. 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 4,7 triệu tấn gạo, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Alongkorn cho biết, với kế hoạch hợp tác trên, nông dân trồng lúa sẽ không còn phải đối phó với giá gạo bất công trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Thái Lan Pramod Charoenchin cho biết, chi phí sản xuất gạo ở Thái Lan hiện đã tăng gần gấp đôi, ở mức từ 7.500 baht đến 8.000 baht trên một tấn so với mức chỉ từ 4.500 baht đến 5.000 baht trên tấn cách đây 2 năm. Ông Charoenchin cho rằng nông dân trồng lúa đang cần sự hỗ trợ từ chính phủ để cắt giảm chi phí sản xuất và có được giá gạo công bằng hơn. Vị này cũng đồng thời lưu ý rằng Việt Nam đang ở trong tình trạng tốt hơn Thái Lan vì chi phí lao động thấp hơn. Cụ thể, chi phí sản xuất gạo của Việt Nam chỉ khoảng 100 đô, tương đương 3.600 baht cho mỗi tấn gạo so với của Thái Lan. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng trong những tháng tới do chi phí tăng và điều kiện thời tiết xấu ở một số quốc gia trồng lúa. Một vài thông tin gửi đến quý bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chào.